Rồi thì nói chung là đề thi dễ lắm, dễ cực. Thì chúng mày đừng có một tâm lý. Với cả một phần là dễ ở chỗ này này, là mình học online ở nhà, nên là các thầy cô cũng cho nhẹ nhàng thôi, không có đánh đố các bạn làm gì cả. Uy tín thế này thì uy tín thật, thề không lươn lẹo, uy tín nha. Thì hôm nay là ôn tập thôi, ôn tập cả số cả hình. Video này coi như là video ôn ôn tập nha mấy đứa nha, video ôn tập được chưa nhỉ? Video ôn tập thôi thì mấy đứa xem lại cho thầy nha. Tuần sau đi học chưa? Thầy chưa biết, nhưng mà tuần tuần này này là có lịch đi dọn vệ sinh rồi thì không biết là đi học chưa. Thầy cũng mong là đi học rồi, ở nhà buồn quá. Đấy, nói chung là video này coi như là video ôn tập nha mấy đứa nhá, nên là cố gắng. Nếu mà có chót quên thì mình có thể xem lại được. Ok chưa? Còn đâu, thứ năm vẫn học số bài mới nhá. Được chưa nhỉ? Rõ. Hôm nay ôn tập nửa đầu mình ôn tập hình nhá, ôn tập hình. Ôn tập phần hình trước đi. Các bạn nhớ là đề thi nhá, 35 câu. Thì là số 7 và hình 3. Số 7 hình 3 kiểu như vậy, tỷ lệ thôi. Tức là số của mình sẽ rơi vào tầm, tức là sẽ rơi vào tầm 20 đến 22 câu. 20 đến 22 câu. Còn hình sẽ ngược. À đó, chưa là thế nào có. Số 7 hình 3 mà đúng không? Đấy thì nói chung là hình số sẽ rơi tầm 20 đến 25 câu. Phần đấy nhá. Còn hình sẽ rơi tầm 10 đến 15 câu. Kiểu như vậy. Tỷ lệ 73. Ok chưa? Nên là phần hình khá là dễ thôi, không khó, vì biết các bạn lớp 10 ấy, cái khái niệm mới vector ấy. Đối với các bạn học giỏi thì không nói, nhưng mà đa số các bạn còn lại là thuộc cái dạng là không biết gì. Không biết gì ở đây có nghĩa là các bạn không hề nghe ấy. Nghe thì cũng hiểu đấy, nhưng mà quá lười nên là thành ra không biết gì, kiểu như vậy. Thì phần hình nhá, các bạn chỉ cần chắc cho thầy những cái đầu tiên thôi. Những cái đầu tiên là các cái quy tắc này. Khái niệm vector là gì phải biết này. Đầu tiên là các quy tắc. Thầy ôn lại hôm nay ôn tập nhé. Quy tắc. Đúng không? Thì đầu tiên là quy tắc cộng này. Đấy. Cộng tức là đít cái này. Đây này AB cộng BC đúng không? Đấy. Đít cái này trùng với đầu cái kia. Chia tiêu luôn. Nó bằng AC. Đấy. Đi thi câu hỏi đơn giản thôi. Tức là thầy cho 3 điểm ABC chẳng hạn, hỏi đẳng thức nào sẽ là đúng thì vấn đề đấy. Nhớ nhá, hoặc là phản xạ các bạn phải tinh tế một chút, không phải lúc nào đấy cũng như thế này. Có thể người ta sẽ đảo vị trí, có thể người ta sẽ hỏi như sau này, đảo có nghĩa là đảo BC cộng AB chẳng hạn đấy, bằng cái gì thì các bạn phải tự biết là mình phải đảo đảo vị trí, hiểu vấn đề không? Tức là muốn cộng vector được ý, thì đít cái này này nó phải trùng với đầu cái kia để triệt tiêu. Nếu quy tắc cộng nhấn mạnh thế thôi. Cái thứ hai quy tắc trừ 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 nha. Là AB đúng không? Muốn chèn O vào thì bằng OB trừ vector OA, đấy là quy tắc trừ. Tức là muốn trừ thì phải trùng gì mấy đứa nha? Muốn trừ thì phải trùng trùng gốc. Ok chưa? Rồi. Quy tắc thứ ba là quy tắc hình minh hành. Hình minh hành. Hôm nay nhắc lại cơ bản đấy nhá, mình sẽ làm một số bài ít bài khó thôi, chủ yếu là cơ bản là các bạn nhớ lại. Hình minh hành tức là vector AB đúng không? Tổng hai vector kề đấy. Thì bằng vector đường chéo. Ok chưa? Cái thứ tư là cái trung điểm. Trung điểm. Thì nếu mà y là trung điểm của AB, đúng không? Y là trung điểm của AB thì các bạn thông thường ấy, thông thường các bạn chỉ làm quen một cái thôi. Làm quen một cái AB. Y đây đúng không? Thì các bạn có ngay là gì nhỉ? Mình sẽ có là
IA vector IA cộng vector IB bằng vector 0 đó. Nhưng mà đa số các bạn nhé chỉ gặp cái này thôi, nhưng mà đi thi người ta có thể hỏi như sau này: có thể nó là vector AI cộng vector BI cũng được. Hiểu vấn đề không? Mình có hai kiểu. Đấy. Và cái thứ hai mình có và cái thứ hai là với mọi m bất kỳ đúng không? Thì mình có là vector MA cộng vector MB bằng hai lần vector MI. Đấy. Ok không? Hai lần vector MI. Nó cơ bản thôi, nó không khó tí nào cả, các bạn nhớ là được. Và quy tắc trọng tâm phải biết lại đây, ôn tập lại nhé, là nếu g trọng tâm, trọng tâm là nếu g là tâm, trọng tâm là trọng tâm đúng không, của tam giác ABC, thì mình có hai cái là GA vector cộng vector GB cộng vector GC bằng vector 0. Và cái gì? Với mọi điểm M bất kỳ thì MA MB cộng vector MC bằng 3 là vector MG. Đấy. Tối thiểu là phải nhớ được các quy tắc này rồi mình tính sau, mình sẽ luyện tập sau. Ok chưa? Đấy là tối thiểu nha. Rồi. Các quy tắc cơ bản thôi. Cái thứ hai là các bạn phải nhớ thầy là cái tích vector một số, cái này cái quan trọng nhất này. Cái tích vector một số. Tức là vector A ấy bằng k vector B. Đấy. Thì tới đây mình có ba cái quan trọng phải nhớ như sau. Là nếu mà k dương, k mà dương đúng không, thì sao, thì vector A nó cùng hướng với vector B, nó k dương. K mà âm thì sao, thì vector A của thầy nó ngược hướng với vector B. Và cái thứ ba là độ dài vector A bằng trị k nhân độ dài của vector B. Ok. Hiểu vấn đề không nhỉ? Đấy là bài cần nhớ nhé. Các bạn cái này hãy dạy mãi rồi các bạn nhiều lúc vẫn cứ quên mấy cái lát. Một cái rất là dễ thôi, hỏi chỉ hỏi cái này thôi. Cần nhớ thầy. Ok không? Rồi. Và cái thứ hai các bạn tránh sai lầm linh tinh này, cái thứ hai là cái sai lầm hay gặp. Cái sai hay gặp. Cái sai hay gặp nếu mà có thôi, tức là các bạn toàn nhầm cái này thôi, là độ dài của vector A cộng vector B các bạn toàn phang luôn bằng vector A cộng vector B. Cái này là cái sai nha, cái sai đúng không? Đấy thì cái đúng là gì, cái đúng của mình nó phải là gì, cái đúng nó phải là độ dài của vector A cộng B nhỏ bằng độ dài của vector A cộng độ dài vector B. Đây là cái đúng. Lý thuyết người ta sẽ hỏi như thế này chẳng hạn, các bạn phải nắm được. Nói chung là đề rất là dễ thôi, thì đảm bảo có khó chỉ có 5 câu khó thôi nhá, 5 câu khó thì giải rác chắc là hình một câu, hai câu, còn số 3 hoặc 4 câu tầm đấy. Nó giải rác như thế thôi, nó không khó một tí nào. Việc các bạn là nhận biết và làm. Uy tín. Trên nhỉ. Đấy. Vậy bây giờ nào, bây giờ nhá, thầy làm lại một bài cho các bạn nhớ này. Ví dụ đầu tiên đi. Về tính tổng vector, tính độ dài vector các bạn sẽ lag cái này nhiều. Thầy cho tam giác đi, cho tam giác ABC của thầy đi. À, vuông tại A đi. Vuông tại A chẳng hạn. Giả sử vậy thôi. Được chưa? Rồi. Câu hỏi của thầy là biết AB bằng 3, AC bằng 4 chẳng hạn. Được chưa? Câu hỏi của thầy là tính này.
Tính độ dài của vector A B trừ độ dài vector AC đó. Đi thi hỏi nhẹ nhàng ngay thôi nhá, không hơn. Thế nào không hơn? Được chưa? Câu 2. Đây là ôn lại cho nhớ thôi chứ các bài này quá đơn giản rồi. AB cộng AC. Được chưa? Và câu thứ 3. Câu thứ 3. Và vector BA cộng vector M MB chơi chút vector MC trừ vector MB đấy với M bất kỳ. Ok, giả sử cái bài cơ bản như này chẳng hạn thì làm kiểu gì? Giả sử cái bài cơ bản như thế này thì mình xử lý như thế nào vào phòng thi? Các thầy cô chỉ hỏi dễ này thôi. Các bạn phải hiểu là vì giới hạn các bạn ấy chỉ tính toán được cạnh trong tam giác vuông, đấy là giới hạn các bạn hiện tại. Còn sau khi tầm 3 buổi nữa, 4 buổi nữa ấy, thì các bạn sẽ tính được cạnh trong tam giác bất kỳ. Nhớ nha, lớp 10 là tính được các bậc cho bất kỳ luôn. Lớp 9 các bạn là chỉ dừng ở tam giác vuông thôi. Còn lớp 10 thì mình sẽ tính được cạnh trong tam giác bất kỳ. Đấy. Tầm 3 buổi nữa hoặc 4 buổi nữa các bạn sẽ tính được thôi. Rất là dễ. Nào thì phương pháp làm bài này nó khá cơ bản thôi, thầy dạy suốt rồi. Đúng không? Dạy rất là nhiều lần rồi. Đây thầy vẽ tại ABC ở đây. Đây là A, B, C. Rồi, thì tôi nhắc lại phương pháp nhé, cho bạn đỡ bỡ ngỡ. Phương pháp là mình phải thu gọn bên trong lại, bên trong. Đúng không? Nào, gọi luôn cho nóng đi, các bạn cứ làm đi nha. 4, 3. Gọi một đứa nào vector AB trừ vector AC bằng thằng của nợ gì đây, bằng thằng nào nhỉ? Lưu Lan à, bằng vector gì? Em thấy vector AB trừ vector AC sẽ bằng là vector CB. Rồi vector CB đấy, vậy suy ra ngay nhá là độ dài của vector AB trừ độ dài vector AC đúng không? Bằng độ dài của vector CB chưa? Vâng. Bằng CB. Em tính được cạnh CB không? Có ạ. Bằng bao nhiêu? Tính ngay. Pythagore. Bằng 5. Ok chưa? Đấy, nhớ lại là phải thu gọn. Thu gọn thì mình sẽ dùng các cái quy tắc mình đã biết thôi, nó rất là dễ. Rồi. Cái thứ hai là bây giờ vector AB cộng vector AC ở đây là tổng của hai vector nhưng mà chung một gốc đấy, dùng ngay phản xạ thầy, dùng ngay phản xạ thôi, rất là dễ. Tổng hai vector chung một gốc nó bằng cái gì nào? Bằng cái gì đây giờ nhỉ? Gọi một đứa nha. Kim chi nào, bằng cái gì nhỉ? Kim chi nhỉ? Thầy là bằng 2 lần AM. Bằng 2 lần độ dài của AK đi. Với K là gì nhỉ em nhỉ? Điểm K là điểm bất kỳ. Điểm bất kỳ cái đầu em ấy. Điểm gì? K nó phải là gì? Trung điểm của thằng. À, trung điểm của BC ạ. Ồ, mày chưa gì đã lag rồi. Hiểu chưa? Bằng gì nhỉ? Bằng 2 lần AK thôi. Rồi bây giờ Kim Chi còn nhớ cho thầy tính AK kiểu gì, tính biết tính không? Em không ạ. Em còn nhớ không? Đường trung tuyến trong tam giác vuông bằng gì em nhỉ? Bằng bao nhiêu cạnh huyền, còn nhớ không? Bằng 2 lần cạnh huyền. Rồi, đường trung tuyến bằng 2 là cạnh huyền như con bé này.
Mày lắc lại rồi. Nhớ lại nhá, là đường trung tuyến của tam giác vuông bằng 1 phần 2 cạnh cạnh huyền. Nhớ lại, quên thì nhớ lại, ghi nốt lại cho thầy. Là đường trung tuyến tam giác vuông hạ thì đỉnh vuông nhá, bằng 1 phần 2 cạnh huyền. Nhớ chưa? Tức là bằng 2 lần này nhân với cả BC trên 2 à? Vẫn là BC đấy. Vẫn là 5. Các bọn này vừa học lớp 9 xong mà quên nhanh vậy. Vừa thi xong mà. Ok chưa? Nói chung là video này là video ôn tập rất là dễ. Các bạn phải xem lại trước khi đi thi nhá. Xem lại trước khi đi thi thôi. Rất là dễ. Và thầy nhắc lịch nha các bạn là thứ tư tuần này, tối thứ tư tầm 9 giờ nhá. Mình làm một bài kiểm tra thử. Thầy sẽ gửi đề qua Zalo. Làm đề kiểm tra thử nhá. Gồm 30-40 câu gì đấy. Ok chưa? Để các bạn xem làm được đến đâu rồi. Rất là dễ thôi. Rồi thì câu 3 nào. Câu 3. Câu 3. Mình thu gọn cái này lại. Thu gọn cái vector BA cộng vector MC trừ vector MB lại. Nào. Có ai thu gọn được cho thầy không? Mục tiêu là thu gọn thôi. Nó rất là dễ. Một đứa nào thu gọn cho thầy nào? Thu gọn kiểu gì đây? Nào, hoa là thu gọn cho thầy là hoa. Thu gọn lại. Muốn thu gọn mình sẽ dùng các cái quy tắc mình đã học thôi. Nào, hoa là thu gọn giúp thầy nào. Em thu gọn kiểu gì? Hello, Hoa có đây không? Thầy gọi em ạ. Ừ. Em thầy là ở trên hình không có điểm M. M bất kỳ mà M chấm ở đâu cũng được. Tức là mình không, nó sẽ không phụ thuộc vào M đâu. Vì M bất kỳ rồi. Nào. M bất kỳ tức là em chấm M ở đâu cũng được, M ở đây cũng được, là sao cả. Tức là nó sẽ không phụ thuộc vào M. Là nhìn quy tắc thôi. Em sẽ thu gọn hai cái gì trước nhỉ? MC với cả MA. MC với cả MA, nó sẽ MA ở đâu đấy? MB ạ. Ừ, tức là mình sẽ BA mình giữ nguyên này. Đấy. MC MA mình MC MA ghép một cụm không? Cái này là quy tắc trừ nó bằng gì? MB ạ, MB cộng BA. Câu hỏi chấm. Cái gì vậy? À, BC ạ. Rồi cộng với BC, đấy. Bây giờ em nhìn thấy này. Hai vector này chung gốc chưa? Đấy, chung gốc. Thì vector BA cộng vector BC bằng vector gì? Phản xạ trung điểm thôi. Không phải BC. Đừng có ngáo ngơ thế. Không phải AC. Mày đây này ngáo ngơ rồi. Em nhìn lại quy tắc cộng này. Chúng mày lớp chọn mà học cái này đây. Muốn cộng thì đít cái này. Nhìn nhá, đít cái này. Nó phải là chung cái kia. Em hiểu không? Thì em nhìn thấy đít có chung không? Đít A với đầu B có chung nhau đâu mà triệt tiêu. Ê, nhìn tiếp nhá. Nhìn quy tắc hình hành này là tổng hai vectơ chung gốc chưa? Đấy, sẽ bằng vectơ đường chéo. Hoặc là quy tắc trung điểm MA cộng MB, em nhìn này, chung gốc M chưa? Bằng hai lần M gì đấy với cái gì đấy là trung điểm của AB. Thì em nhìn thấy bằng hai lần điểm khác đi, bằng hai lần B gì đi, BI đi, M bất kỳ rồi, mình không dùng M nữa, hai lần BI đi, với I là gì nhỉ? I là cái gì?
Thôi Y là trung điểm của AC. rồi, Y là trung điểm của AC đấy, phần nối giữa hai BI và Y ở đây đúng không? Vậy suy ra ngay độ dài vector BA cộng vector MC trừ vector MB nó bằng cái gì? Bằng hai lần vector BI và bằng gì nhỉ? Hai lần đoạn BI đúng không? Bây em tính cho thầy BI không? Hoa biết tính BI không? Không ạ. Rồi, sao mày trả lời hồn nhiên vậy? BI em nhìn thấy nó là cái gì? Em xét nó là vuông nào. Xét nó là vuông nào nhỉ? BI này, nó nằm trong tam giác vuông nào đây? ABI AB, em có AB là mấy? ạ. AI là mấy? AI là bao Hai. nhiêu? Rồi, vậy tính là BI không? Có. Bằng bao nhiêu? Cân 13. Bằng căn 13. Rồi, vậy mình có ngay. Vậy sẽ bằng gì nhỉ? 2 căn 13. Mỗi thế thôi. Chúng mày đã lắc lên lắc xuống rồi. Học mới trả hành. Cảm giác như gốc chả còn cái gì ấy. Tự nhiên thấy người nhẹ đi hẳn vì em mất gốc. Buồn. Nhớ lại chưa? Một ví dụ này các bạn chỉ khó khăn là vì tính tổng thôi, thầy nghĩ vậy. Tính tổng nhiều bạn quên. Đấy, khá nhiều bạn quên cái tính tổng này. Nhớ phương pháp nào nhất là muốn tính tổng thì phải thu thu gọn. Một thu gọn là dạy rất là kỹ rồi. Nhất là cái phần mà định lý ấy, mà gọi điểm thỏa mãn ấy, đấy là thu gọn. Vì cái đấy dùng nhiều ấy nha. Cố gắng xem lại video để nhớ thôi. Ok nào, thế bây giờ mình triển khai cái đề ấy đi. Triển khai một chút đề nhé. Đây là trắc nghiệm này, họ sẽ hỏi như thế này thôi, rất là nhẹ nhàng. Nó không có gì mới mẻ cả. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ triển khai cố gắng nửa đầu thời gian mình sẽ làm hết 2 năm câu này. Thì sẽ vừa làm vừa phân tích. Nào. Câu 1 nhé, các bạn cùng làm với thầy câu 1 đi, mình cùng triển khai. Cùng triển khai nhé. Cho hình mình hình ABCD này, gọi MN là trung điểm của cái này. Phân tích vector. Nào các bạn, thầy cho các bạn 2 phút các bạn triển khai câu này xem nào. Các bạn làm gì? Phân tích vector dạy mãi rồi, làm mấy mấy chục bài rồi. Hình bình hành phải để cho thầy các cặp cạnh bằng nhau nha, các cạnh bằng nhau. Để vậy. Vậy tương đối thôi, A, B, C, D. Nó, MN là trung điểm của A, B và B, C. Rồi, phân tích vector AC. Nào, nghĩ thử một chút đáp án là gì? Câu này là một câu khó đấy, vì thi câu này câu khó đấy. Người ta không hỏi khó nào, đề này đề lộn xộn. Câu ấy thi xứng đáng là câu khó đấy. Ok chưa? Chứ đi thi thật nó dễ hơn nhiều. Cái file này thì lát sẽ gửi cho mấy đứa sau. Các bạn chỉ ghi câu hỏi hoặc chép đề nhé, ghi câu hỏi thôi. Nào, làm cái này đáp án là bao nhiêu đây?
Mình có hai kiểu, một là mình phân tích AC ra, hai là mình phân tích cái vế trái và mình thử đáp án. Hiểu vấn đề không? Rất nhiều kiểu nha. Là gì nhỉ? Rồi, Phương ra rồi. Thầy chưa biết, các bạn khác. Hình như cái C có phải sai sai đấy Phương ạ. Để thấy nó hơi sai sai. C à? Ờ, mới ra C hết à? Các bạn khác không rồi? Một chút nữa. Để nó cho chung điểm thôi, nó không có gì cả. Nào, cùng nhìn nhá, đầu tiên này. Triển khai đi. AC đúng không? AC nó bằng gì? Nó bằng gì nhỉ? Có nhiều cách, bài này có nhiều cách làm. Mình chọn cách phù hợp với mình mà làm thôi. Nào thì cứ làm tự nhiên nhá. AC các bạn sẽ chèn điểm điểm M vào đúng không? Cũng được. Nhưng mình sẽ dùng cái này đi. AC cho bằng quy tắc hình hành thôi. Cho bằng AD cộng AB. Ok chưa? AD cộng AB. Bây giờ nhá, thầy sẽ đi làm gì đây? Phân tích AD, phân tích AM theo ABAD và phân tích AN theo ABAD. Cách này có vẻ hơi dài một chút đấy. Nào bây giờ mình có nhá, AM này. AM các bạn bằng gì nhỉ? Bằng AD cộng DM đúng không? Bằng AD này cộng gì đây? DM nó chính là 1 phần 2 DM là 1 phần 2 DC không? MDC bằng AB tức là cộng với 1 phần 2 lần AB. Rồi, tiếp tục. AN bằng AB cộng BN. Đấy. AB cộng BN bằng gì nhỉ? Bằng AB cộng gì đây? 1 phần 2 AD. Hiểu chưa mấy đứa? Đấy là mình thay vào thôi. Mình thay vào cho thầy đi. Vậy mình rút ra cho thầy. Mình có AM bằng cái này rồi nhá. AN bằng cái này rồi. Vậy mình rút ra cho thầy thôi. Rút ra tức là mình có hệ như sau này. Mình có hệ như sau. Là AB cộng 1 phần 2 lần AD bằng vector AN và 1 phần 2 AB cộng AD bằng AM. Đúng không? Bây giờ nhá, thầy cộng với vế đi. Nhớ này, vector AC của thầy bằng AB cộng AD không? Thầy lấy 1 cộng 2 thì suy ra cộng với vế nhá, cộng với vế. Tức là 3 phần 2 lần AB cộng 3 phần 2 lần AD bằng AM cộng AN. Đúng không? Vậy suy ra ngay AB cộng AD. Thầy nhân cả hai vế cho 2 phần 3 sẽ là 2 phần 3 lần AM cộng AN. Rồi đáp án gì đây? Đáp án C. Ok. Nói chung đi thi con này là câu khó đấy. Bài này có nhiều cách làm, như thầy thì chọn cách này. Thầy quen là cách này rồi. Chữa vào cho thầy một chút nha. Chữa vào đi. Đề này cũng là một đề khá khó đấy, đối xong mà chung là khó. Có 3 trang 25 câu. Lát tôi sẽ gửi cái file này sau. Video này các bạn xem lại nhiều nhá, coi như video ôn tập đấy, lát mình sẽ ôn tập cả số nữa. Ok chưa? Coi như video ôn tập. Chép qua cho thầy. Nào.
Câu 2 đáp án gì nhỉ mấy đứa nha? Câu 2 đáp án gì? Lý thuyết một chút. Câu 2 đáp án gì đây? Lý thuyết. Mệnh đề sau đây là sai. Ừ, mệnh đề sai nhé. Cái chân từ sai cho thầy vào. Cẩn thận một chút. Câu 2 nào, đáp án gì nhỉ? Đáp án A chưa đúng đâu. Đáp án khác đáp án nào nhỉ? Cứ chat lên, các chat kết quả mình lên. Duy Khánh sai. Hòa cũng sai. Ngô Phanh ok đúng rồi. Phan Huy sai nhá. Huyền Trang cũng sai nốt. Rồi ôi câu này lừa bao nhiêu đứa này. Nào chắc là mình lên đi. Chắc lên xem nào. Có mỗi Ngô Phanh đúng rồi. Quốc Bảo cũng sai nốt. Nhớ lại đối nhau là gì? Đối nhau mình có hai yếu tố. Anh Quang sai rồi. Hoa đúng rồi. Đối nhau mình có hai yếu tố nha, hai yếu tố như sau này, tức là độ lớn bằng nhau, độ dài bằng nhau và AB ngược hướng. Ngược hướng. Đúng không? Vậy các bạn xem đáp án A đúng hay sai, đáp án A nhá. AB cùng phương. Đã nói đến hướng rồi, cùng phương và ngược hướng chuẩn rồi. Khẳng định cùng phương ngược hướng đã. Câu B độ dài bằng nhau chuẩn quá rồi còn gì? Vậy thì đối, đối nhau là gì? Độ dài bằng nhau và hai cái phải cùng hướng. Giá trùng nhau cái này sai này. Vì sao? Vì hình bình hành này, nhìn ngay hình bình hành này, vector AB đối vector CD không? Hai giá nó song song với nhau. Còn cái D các bạn đúng. Ok chưa? Rồi. Câu 2C nhá, câu này dễ này, lừa bao nhiêu đứa này, trắc nghiệm này toàn đấy. Các thầy cô chỉ hỏi thế này thôi, rất là dễ. Câu 3 nào, các bạn đang làm gì? Cùng làm, câu 3 đang làm gì đây? Tập trung nghe nhá, các bạn ngồi học ngồi nghiêm túc vào đấy, buổi hôm nay ôn tập để cho các bạn tránh quên hệ gốc đấy. Những câu khó thầy xin phép chữa sau, tạm thời chữa những câu dễ trước cho các bạn hiểu đã. Lê Nga. Đoạn D. Rồi. Đoạn khác có chat đi. Quốc Bảo chưa đúng rồi, các bạn khác có rồi. Diệu Linh ok. Rồi Lê Nga Thành Nga đúng rồi. Một phút nữa thấy chưa? Ok Huyền Trang đúng rồi. Hoa chưa đúng rồi Hoa. Mai Chi chưa đúng. Lan Lưu ok đúng rồi. Duy Khánh ok. Bài này nhá, nhớ này, nhìn bài này rất là dễ thôi. Ở đây từ đây mình có hai yếu tố là gì, nhớ thầy, hai yếu tố là gì nhỉ? Là vector BC nó phải cùng hướng với vector AB là đầu tiên, và cái thứ hai là độ lớn BC bằng 3 phần 2 lần độ lớn AB, hiểu chưa? Vậy các bạn nghĩ đáp án này, đáp án C sai ở đây. Đáp án C hình 3 là sai, vì em nhìn này, BC là 2 nhưng AB là mấy? AB là 3, tạch chưa? Vậy chỉ có đáp án D thôi. AB là 2, BC là 3. AB, BC cùng hướng chưa? Ok, rồi. Câu 4. Không mấy đứa? Cố gắng xem lại video này nhiều nhá. Các bạn ngồi học nghiêm túc vào thì mới hiểu được. Câu 4 nào, đáp án gì đây? Rồi, ok.
Diệu Linh đúng rồi. Lê Nga ok rồi. Kim Chi đúng rồi. Rồi, câu 4 này dễ thì không không trình bày nhiều nhá. Câu 4 dễ. Đáp án D có 6 vector. Tổng quát nhá, tổng quát này, các bạn nhớ thầy tổng quát ghi luôn cho thầy đi. Là N điểm phân biệt, N điểm phân biệt. N điểm phân biệt. Thì có N nhân N trừ 1 vector. Khác vector không? Nhớ thầy nhá. Thì có N nhân N trừ 1 vector khác vector không? Rồi. Câu 5 nào? Câu 5 nhá, thầy gợi ý cho các bạn này, rút gọn lại cho thầy, rút gọn lại hai vế về trái vế phải. Ok chưa? Rút gọn cho thầy. Rồi Minh Phương lên Nga rồi. Đúng rồi, 1 phút nữa là chết câu 5. Rút gọn phát các bạn nhìn ra ngay thôi. Diệu Linh đúng rồi, các bạn khác. Hoa đúng rồi. Trần Dũng ok. 1 phút nữa thấy chưa? Thành An rồi. Mẹ như đầu giá ấy. Nào tiếp tục. Rồi 30 giây nữa chưa nha. Các bạn cứ làm đi. Đức Anh sai rồi. Khánh ok. Hưng chưa đúng. Kim Chi đúng rồi. Phanh đúng rồi. Các câu khó thầy để chữa sau nhá, thầy chưa chữa vội. Có thời gian để chữa, mình ôn tập những câu dễ cho bạn quen tay lại đã. Rồi. Câu 5 nhá, câu 5 các bạn rút gọn này. Cái vế trái đúng không? Thu gọn lại bằng gì? Bằng vectơ AD. Cái vế phải các bạn thu gọn lại cho thầy bằng gì nhỉ? Bằng K lần nhân vectơ DA. À, mở suy ra ngay là gì? AD bằng KDA không? Mấy bạn nhớ nhá, AB và DA, DA và AD đối nhau không? Vậy chia K bằng bao nhiêu? K bằng trừ 1. Hiểu chưa? K bằng trừ 1 đáp án B. Hai vectơ này, hai vectơ đối nhau này. Đấy, hiểu vấn đề không? Câu 6 nó dễ thôi, mình làm suốt rồi nhưng mà hơi dài để sau nhá. Rồi các bạn triển khai là câu 7. Câu 7, câu 8 đi. Mình làm những câu dễ trước đã, cho lấy lại não đã. Lấy lại gốc một chút. Câu 7 cũng hơi khó một tí đấy. Câu 7 các bạn phải xác định điểm M ở đâu. Gợi ý nhá là xác định điểm M. M chỗ nào? Đấy là câu 7. Xác định điểm M ở đâu? Như một chút nào, 2 phút nữa thấy chưa? Câu 7 của ai có đáp án chưa? Xác định điểm M ở đâu nhé, nó không khó đâu. Thầy vẽ sẵn hình cho các bạn đây. Phục vụ luôn. Vuông đại B. Là B. À, C.
Có ai có đáp án chưa? Chưa ai có đáp án à? Rồi thì chữa nha. Nào, chữa một chút nào. Nào, đầu tiên này, thầy xác định điểm N là trung điểm AC. Ok, N trung điểm AC đây rồi, quan tâm nha. Nào, M ở đâu? Quan trọng là thằng M ở đâu. Được chưa? Nào, mình có này. Đầu tiên là mình cứ dùng giả thiết đi nhá. Mình có MA. Xác định cũng được mà không xác định cũng được, tùy. Trừ MC bằng vector 0. Tức là mình có ngay là vector MA cộng vector MB. Rồi rút gọn nha, rút gọn xem nào, rút gọn cho thầy đi. Nó sẽ là vector MA cộng vector CB bằng vector 0, ok không? Ok chưa? Hay tiếp theo là MA đúng không? Bằng trừ vector CB. Trừ vector CB nó chính là vector BC. Nào, vector MA bằng vector BC thì M phải ở đâu mấy đứa nhỉ? M phải ở đâu đây? MA bằng BC thì M nó phải đối đối chỗ này rồi. Đối chỗ này. Rồi. Nó sẽ thuộc cái gì nhỉ? Thuộc tia đối như thế này. Thì M ở đây. Ok chưa? MA bằng BC mà. Đúng không? Đây. Hình này thì mình hành này. Bây giờ mình thu gọn nhé. Mình thu gọn lại cho thầy này. Bây giờ mình sẽ thu gọn lại. Là giả thiết bên trong. Nào. Hai lần MA cộng MB. Đấy. Mình thu gọn lại cho thầy bằng gì? Rồi. Mình có này. Bằng MA cộng MB cộng tiếp MA ở ngoài. Có được không? Nhìn lý thuyết nhá, mình chỗ này mình từ đây mình suy ra cho thầy này, từ đây mình suy ra cho thầy. Bài chép cẩn thận cho thầy vào nhá. Là MA cộng MB nó bằng MC không? Áp dụng luôn thì cái này sẽ bằng gì? Sẽ bằng là MC cộng MA. MC cộng MA nó bằng hai lần MN. Với N là trung điểm AC không? Đấy. Hai lần MN. Ok chưa? Hai lần MN. Vậy bây giờ quan trọng là tính MN kiểu gì? Nào, thằng này là 4A này. Thằng này là 4A. Muốn tính MN nhá, mình phải cố gắng ép nó về cái tam giác vuông. Nào, ở đây có ai tính MN chưa? Nào. Tính hay nhiều cách lắm, nhiều cách tính MN. Ở đây ai tính được MN chưa? Không có đáp án vuông thì mình dựng nó. Nào, Phương thì nói xem nào, kẻ bớt kiểu gì? Không có thì dựng. Em không làm giống thầy nhưng mà tính MN thì chắc là từ N kể vuông góc lên M ạ. À Rồi không, kể từ vuông góc xuống đi ạ. À không, kể vuông góc lên đi ạ. vậy chốt cái nào lên xuống Kể vuông góc lên M. rồi ok tiếp tục Xong gọi là rồi. MI nhé, gọi MI đi là gì nữa. Vâng. Xong rồi em sẽ tính được NI là nó bằng 1 phần 2 AB. Xong kể song song sang. Rồi mình nói chung là mình cứ kể một cái vuông góc đi như thế cho dễ nhìn đi. Ok rồi, ok đúng rồi đấy. Các bạn để cho thầy nhá, gọi thầy K đi. Các bạn nhìn này, mình có NI bằng 1 phần 2 lần NK không? Vuông góc. MNK bằng gì nhỉ? NK bằng AB hình chữ nhật. 1 phần 2 AB bằng 3 phần 2A. Ok chưa? Rồi, tiếp tục mình có tam giác MN nhá. Nó chui vào tam giác MIN vuông tại Y không? Rồi mình có NI rồi này, mình có AI là bao nhiêu? Mình có MI bằng MA cộng AI không? MA là 4A rồi. Vì sao? Vì hình mình hành MA bằng BC.
AI là bao nhiêu? AI bằng thằng BK không? N là trung điểm thì K cũng là trung điểm chưa? Vì mình kẻ song song với cả AB mà. Nên là sẽ bằng là 4 cộng với 2A bằng 6A. Vậy chốt lại mình có MN bằng bao nhiêu? Căn của 3 phần 2A tất cả bình cộng với cả 6A tất cả bình. Casio bao nhiêu nhỉ? Sẽ là 3A căn 17 trên 2. Ok. Câu này câu khó đấy. Câu khá là khó. Nói chung thi khó nó chỉ thế này thôi. Câu này câu là câu điểm 10 các bạn rồi. Nó rất là dễ. Trắc nghiệm chỉ thế này thôi. Không hỏi khó hơn được. Hỏi khó hơn quá thời gian đâu mà làm. Chết cho thầy nha. Câu này câu khó đấy. Về nghiên cứu kỹ cho thầy. Video này nói chung là phải xem lại nhiều. Mình cố gắng xem lại nhiều cho thầy. Ừ. Rồi, câu 7 các bạn chép cho thầy rồi nha. Cố gắng xem lại. Trước khi thi các bạn xem lại video để các bạn ôn tập luôn. Trước đó các bạn chắc được ôn tập một tí rồi. Nào, câu 8 nào. Cho hình thăng cân ABCD. Rồi. AB bằng 2A, CD bằng A. Đáy là ABCD nhé. Để chiếu rồi, để đánh chiếu rồi. Đáy. À đấy rồi, ok, quả đấy rồi này. Đấy là AB và CD. Khẳng định là sẽ là đúng. Làm gì nhỉ? Nào vẽ minh họa hình ra thôi. Đáp án nào sẽ là đúng? Đúng rồi. Bài này cũng chẳng cần vẽ hình đúng không? Mà đúng rồi, hiện lên chưa đúng. Anh Quang đúng rồi, Nga đúng rồi, các bạn khác. Một phút nữa thấy chưa? Để ý cho thầy là tính chất hình thăng cân Ngô Phanh đúng rồi. Sửa đúng rồi. Để ý tính chất hình thăng cân nhá, nó khá cơ bản thôi. Các bạn khác nữa rồi, bài này có vẻ không hiểu nhỉ. Kim chi chưa đúng. Các bạn nhớ là muốn bằng nhau nhá, hòa đúng rồi. Muốn bằng nhau thì phải cùng hướng và cùng độ dài. Thì mình xem là hai cái vector này này là không cùng hướng đâu em ạ. Hai là cắt nhau mà. Đúng không? Cái này cái sai. Đang mình làm D. Nhớ lại một chút nhé. Hình thăng cân thì hai đường chéo độ dài bằng nhau. Hai đường chéo bằng nhau. Thì mình có nhá. Độ dài với AC là AC không? Bằng BD chưa? Là D luôn. Các bạn nhớ này. Vector bằng nhau khi nào? Khi cùng hướng và cùng độ dài nha mấy đứa nhá. Cẩn thận. Không phải mấy đứa cứ thấy độ dài bằng nhau là bằng nhau đâu. Rồi, câu 9 nào. Cho hình mình ABCD tâm O. Bằng thức nó sẽ là sai. Những câu cái này là khá mất thời gian đấy. Khá là mất thời gian. Một chút ra là câu 9 nào. Tâm mô. Làm gì đây?
À, chưa đúng rồi. Bạn khác đoạn nào nhỉ? Bạn này mình chỉ có kiểm tra từng cái một thôi. Không cách nào nhanh hơn cả. Nhớ cách mình hành. Trời ơi, thằng Quang này nháo à. Bản thức nó là sai nhá, sai nhá. Cái này cái đúng này. Đúng đầu tiên vì sao? Quy tắc thì mình hành. AB cộng AD bằng AC chuẩn rồi thì mình hành chuẩn rồi. Hóa ra C à? Hoa chưa đúng rồi. Đức Anh thì chưa đúng lắm nha. Nhìn thấy ngay cái sai cái các bạn nhìn thấy hơi kém ấy nhỉ, cái A là cái sai ngay đầu tiên này, hình bình hành bạn nhớ cho thầy nhá, cái đoạn A nhìn mình này, hình bình hành là tổng hai vectơ kề bằng vectơ đường chéo thì các bạn nhìn cho thầy nhá, cái DA cộng DB bằng DC, sai chưa, sai quá rồi còn gì nữa, đây không phải quy tắc hình bình hành, cái này đúng này, cái này đúng, các bạn về tự kiểm tra thầy. Đúng vì sao? Cái B đúng thì giải thích luôn ở đây cho bạn hiểu nhá. B đúng. Cái B đúng. Vì sao? Là mình có này. CO trừ OB bằng BA không? Thì chuyển vế đi. Hay nói cách khác là CO bằng OB cộng BA chưa? MOB cộng BA nó chính là gì? Nó chính là OA không? Thế bạn nhìn thấy này. CO đúng bằng OA chưa? Chuẩn rồi vì hai cái bằng nhau. Cùng độ lớn và cùng hướng. Tương tự như thế đoạn C đúng. Vì sao? Vì AB trừ BC bằng DB không? Thầy chuyển vế sang đi. Tức là mình có AB bằng gì nhỉ? Bằng DB cộng với BC. Đấy, thằng này bằng gì? Bằng DC. AB bằng DC chuẩn quá rồi. Hiểu chưa? Còn thằng này quy tắc thì mình hành. Rồi. Cẩn thận nhé, tránh lú. Đoạn A. Riêng hình bình hành phải để cho thầy các vectơ bằng nhau và các quy tắc mình đã có. Hiểu chưa? Rồi câu 10 nào. Câu 10 là cái gì? Câu 10. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây là sai? Đúng rồi, lên Nga đúng rồi, thành Nga đúng rồi. Rồi, ok. Duy Khánh Hiền Linh đúng không? Dũng ok rồi. Diệu Linh à. Ok, đáp án B là hỏi Diệu Linh một chút nhá. Diệu Linh sửa ra cho đúng nhá, Diệu Linh nhỉ? Theo Diệu Linh thì sửa ra cho đúng đây. Alo, Diệu Linh có đây không? Ừ, mình sửa như theo cho đúng nhà Linh nhỉ? Cùng phương. Đúng rồi, phải cùng phương. Tức là mình có vectơ AB đúng không? Nó phải bằng K lần vectơ AC. Đấy, cùng phương. Rồi, các cái còn lại định nghĩa thôi. Nào, câu 11 nào. Bài này chẳng có cách nào khác ngoài cách là vẽ hình và kiểm tra thôi nhá. Vẽ hình và kiểm tra thôi. Vẽ cái hình ra tam giác ABC đây. ABC. Được chưa? Rồi. Trung điểm Y và G trọng tâm. Rồi thì bây giờ bảng thức làm sao là đúng nha. Sai cái là sai, sai. Nhớ để ý là hướng của nó nhá, hướng ngược nhau thì hệ số sẽ âm đấy. Mình xem độ lớn đúng không? Tổng hai vectơ đối nhau thì bằng vectơ không, các bạn nhớ như vậy. Dũng ra
Đúng rồi, đúng đúng rồi. Các bạn cứ hiểu là muốn tổng của nó bằng không ấy thì chắc chắn là hai vectơ đấy nó phải ngược hướng nhau đã. Hướng nó phải ngược nhau đã, hiểu vấn đề không? Vậy những cái nào mà phải cùng hướng với nhau thì mình loại luôn cho nó nhanh. Đấy. Loại cho nhanh. Nào, cho các bạn mình lên đi, các bạn nhìn cho thầy. Các bạn nào đây? Phần này thì chữa hơi nhanh một chút vì thầy bắt các bạn xem lại. Để xem lại nha, nên thầy chữa hơi nhanh một tí. Duy Khánh, ok đúng rồi. Các bạn khác. Tiền Linh, ok rồi. Đoán gì nhỉ? Xong chưa? Phan Huy chưa đúng. Nhớ khẳng định sai nhá. Khẳng định sai. Đó này là sai. C vì sao? Các bạn nhìn này. AG và AI vì sao? Vì hai thằng này AG nó cùng hướng với AI chưa? Hai cái cùng hướng với nhau thì tổng không bao giờ bằng không được. Các bạn nhớ này nhá. Tổng nó sẽ không bao giờ bằng không được. Cái này đúng này. Vì sao? Vì độ lớn AI nhá. Câu A đúng. Vì sao? Vì độ lớn AI này bằng 3 lần độ lớn của IG chưa? Và mặt khác AI và IG là ngược ngược hướng, ok. Cái này cũng đúng rồi, vì sao? Vì AB cộng AC bằng 2AI. Đấy. Và GB cộng GC bằng 2 lần GI. Thì nhân hệ số 3 thôi bằng nhau thôi, nhân hệ số 3 bằng nhau. Này đúng rồi này, cái này đúng. Vì sao các bạn nhìn thế này? Độ lớn GI bằng một nửa GA chưa? Chuẩn rồi. Mặt khác, GI và GA ngược hướng là dấu âm ở trên. Chuẩn rồi, ok. Đấy. Câu 12 nào, đáp án gì? Mấy bài này chỉ có vẽ hình ra thôi nhá. Câu 12, câu 11 này, 11C. Câu 12, các bài này chỉ vẽ hình ra cho thầy thôi. Vậy mà triển khai có dễ nhìn MNP MNP do do ở đây mình có vector MN cùng hướng thôi, MN cùng hướng vector gì? Đúng rồi, làm gì nhỉ? Rồi ok, đáp án B. Nhìn này, MN hướng lên trên chưa? BP cũng hướng lên trên chưa? Hai là song song với nhau này. Song song bằng nhau luôn. Ok. Vì còn mình có MN song song là bằng bằng vector gì đây? BP luôn. Rồi, câu 13 nào, 13. Cố gắng rút gọn bên trong cho thầy lại. Rút gọn bên trong lại cho thầy. Rồi các bạn khác, đợi cho một chút. Mười ba sẽ phải gọi một đứa làm cùng nhé. Gọi một đứa làm cùng đi. Phải vẽ hình ra đây nhá. Em sẽ ADC. A BC. Rồi, góc này là 30 độ. AC bằng 3 căn 3. Y là trung điểm của BC rồi. Nào, một đứa giúp thầy. Rút gọn cho thầy bên trong nào, rút gọn cho thầy cái này trước. Là CB trừ CA cộng BI. Nào Mai Chi nào, giúp thầy rút gọn là Mai Chi. Nó dễ thôi. Em nói thầy CB trừ CA bằng BA, Phải vector là BA, BA. phải là BA, phải là AB chứ.
con bé này. Quy tắc trừ AB khỏi BA nhé. Cộng với gì nhỉ? Cộng BI. Đấy, em thấy bằng cái gì nhỉ? AB cộng BI bằng vectơ gì? Vectơ AI. Rồi AI. Vậy mình có nghe độ dài đúng không? Độ dài của CB cộng BI. Đấy, bằng độ dài của gì nhỉ? AI. Bằng đoạn AI. Mà AI là một nửa BC nhá. Bây giờ Mai chi tính cho thầy BC được không? Dạ không ạ. Rồi. Mai trả lời thành từng thế. Tam giác vuông, biết một cạnh chưa? Biết một góc chưa? Em nhớ sin cos tan không? Cũng không ạ. Ôi rồi. Sin đi học không nhớ cái đấy à? Sin đi học cos gì nhỉ? Nào, cốt là không gì sao? Cốt không hư tức là gì? Mình có cốt C bằng gì? Không hư tức là gì nhỉ? Tức là kề huyền, kề sinh huyền, tức là AC chia gì? AC chia AC chia BC. Vậy mình có BC bao nhiêu? BC sẽ bằng là AC chia cốt C không? Thay số vào sẽ bằng là 3 căn 3 chia cốt 30 độ. Bấm máy tính cho thầy bao nhiêu mai chi? Rồi. Em chưa lấy máy tính á. Xin đi học. Cốt không hư. Ok. Nào, bằng 6 nha. Vậy mình có ngay AI là bao nhiêu? AI bằng bao nhiêu nhỉ? Mai chi nhỉ? Đây, AI bằng nửa BC. Vậy AI là bao nhiêu? 3. Rồi. Rồi con bé này sao mày học kiểu gì đấy mà quên hết cái cơ bản rồi thế này. Xin cô ta xin nhờ cô không hư. Đã quên rồi. Đâu cái đấy em nhớ. Thế sao mà hỏi mày, chúng mày như kiểu trả lời cho có. Nghĩ một tí nào không khó đâu. Có hiểu cái này không? Có. Nhớ xem lại video nhá. Vâng. Rồi câu 14 nào. Nó là gì nhỉ? 13 chép bài này đi. Bài nào xong rồi tranh thủ làm câu 14. Câu 13 là 14 là tạo gì nhỉ? Câu này nó hơi hành năng một chút thôi, hơi hành năng một tí. Thầy chưa biết là mình cứ vẽ tam giác bình thường nha. Mình phải thu gọn vector lại thôi. Cố gắng thu gọn vector lại cho thầy. Rồi, rồi trọng tâm đúng không? Trọng tâm thì vẽ một đường trung tuyến cho thầy. G đây. Y trung điểm đi. Rồi. Vector AG cộng vector GC bằng cái gì? Đấy, AG cộng CG bằng cái gì đây? Tương tự CB GB cộng GB trừ đi CB bằng cái gì?
À, thế một chút. Nhưng mà cái này là khá là khó đấy, mình phải thu gọn vector lại. Nào, đầu tiên mình thu gọn lại cho thầy nhé. Là vector AG cộng vector CG bằng cái gì nhỉ? Bằng cái gì hả mấy đứa? Câu này câu 14. Cố gắng thu gọn, nó dùng quy tắc trung điểm đấy, nó là quy tắc trung điểm. Sao lại AG cộng C bằng BG được? AG cộng CG đúng rồi, bằng BG. Bằng trừ BG, bằng trừ BG. Vì sao? Các bạn vì sao nhỉ? Vì các bạn nhớ cái này này, vì sao? Vì mình có là vector AG cộng vector BG cộng vector CG, quy tắc trọng tâm bằng vector 0. Ok chưa? Vậy suy ra ngay cái vế trái nó sẽ bằng là BG. Vế trái bằng BG. Ok. Nào vế phải nào. Thu gọn cho thầy cái vế phải. GB trừ CB bằng cái gì? Nào, thu gọn cho thầy. Nào, có ai thu gọn thầy ở đây không? Nào, bây giờ mình đổi nhá. Trừ CB này, các bạn nhìn này, trừ CB là chính là BC cơ. GB là chính là trừ BG. Mình đổi cho dễ nhìn đi. Hiểu không đấy? GB là trừ BG, trừ CB là BC nhỉ? Vậy cái sẽ là GC. Rồi vậy suy ra ngay cái vế phải của thầy sẽ bằng GC. Rồi tức là mình thu được cái gì nhỉ? Mình thu được là GB bằng GC không? Một mặt khác thì mình lại có Y là trung điểm của BC chưa? Mặt khác mình có Y là trung điểm của BC. Vậy mình sẽ suy ra ngay là tam giác là GBC cân tại đâu, cân tại tại G. Vậy suy ra ngay là AI đúng không, nó phải vuông góc với cả BC, à GI phải vuông góc BC, GI phải vuông góc BC, hay nói cách khác là GI nó chính là AI đấy, AI vuông BC. AI nó vừa là trung tuyến vừa là đường cao, vậy tam giác ABC cân tại đâu? Cân tại A. Ok. Cân tại A thôi đã. Đây. Câu này khá khó đấy. Mình cần nhiều cái kiến thức của lớp 9 nữa. Các bạn nhớ một tam giác mà đường trung tuyến nó vừa là đường cao ấy thì phải là tam giác cân. Được chưa? Tam giác cân nhé. Đấy. Tức là nói chung là cứ nhìn thấy tổng độ dài, các bạn nhìn thấy nhá, cứ thấy tổng độ dài đúng không, việc đầu tiên của mình trong đầu nghĩ là phải thu thu gọn nó lại đưa về một vector thôi, đấy là việc đầu tiên mình phải nghĩ đến. Thì trong mắc bài này thì đều thu gọn thôi đúng chưa, nhớ lại một số quy tắc để thu gọn nó tốt. Hơi khó một chút đấy, cái phần này hơi khó. Phong nghe có hiểu không đấy Phong? Có Tuyết Mai nghe ok không? ạ. Bảo nghe có hiểu được không đây? Rồi thì câu 15 nào. 15 nhẹ nhàng hơn, đáp án gì nhỉ? 15. Nhấn mạnh chưa đúng rồi. Lát rồi. 15 lại chưa đúng. Là lý thuyết thôi. Duy Khánh ok. Các bạn khác.
Rồi, ok. Khác nhau mà Linh để cho thầy. Nó khác nhau đấy. Các bạn cẩn thận. AB nó khác nhau, nó không giống nhau đâu. Nào, thử theo Lưu Lan nào. Lưu Lan nào là gì Lưu Lan? Lan, Lưu Lan này chọn là gì nhỉ? Alo, Lan có đây không? À, đi đâu rồi? Nào. Nguyễn Thảo nào. Nguyễn Thảo làm gì đây Nguyễn Thảo? Làm gì nhỉ? Cái này thì nó suốt rồi. ABC thẳng hàng khi nào? Khi vector AB, vector AC cùng phương đúng không? Cùng phương ra làm gì đây? Thầy là đáp án AB vector là cùng phương. à. Đúng rồi là na. Cùng phương tức là phải tồn tại cái số k đấy nha, khác không? Sao cho là vector AB bằng k với vector AC, nhớ như thế cái này dùng suốt rồi. Hiểu chưa? Đoạn A đây là lý thuyết thôi. Cái B khác này, cái B nó là đoạn thẳng, nó phải vector. Một đoạn thẳng thì mình không khẳng định được gì cả. Ok, cho nó khác nhau đấy nha. Rồi câu 16 nào. Cho mình làm đến câu 20 rồi mình sang số một tí đi. Không chưa hết được không? Câu 16 nào. Mười sáu sai hết rồi, hai đứa mấy đứa sai rồi, Điền Linh sai rồi, Thành An sai, Lê Nga mệnh đề sai nhé, các bạn nhớ là mệnh đề sai. Nào. Thật ra bài này nếu mà đi thi chọn ấy, đi thi chọn thôi thì mình sẽ loại trừ cái B là cái đúng này. Cái B là đúng. Cùng phương mà, ok không? Như kiểu là bắc cầu ấy. Cùng phương cái đúng nhá, như kiểu này. A cùng phương B này, vector A đây, cùng vector B chưa? Vector C cũng cùng phương B chưa? Thì A cùng phương C rồi. Cái C định nghĩa bằng nhau. Ok, cái D hai vector bằng nhau thì độ dài bằng nhau, quá chuẩn rồi. Thì có được thật ra là đáp án A ấy, là đáp án đúng nốt đấy, nhưng mà nếu đi thi ấy, đề này câu này hơi bị lỗi đề rồi. Nếu đi thi nhá thì mình chọn đáp án A thầy, nếu đi thi chọn đáp án A, thực chất đáp án A cái đáp án đúng. Cụ thể vector gì? Vector không nhá, vector không. Là cùng phương cùng hướng với vector định nghĩa như vậy rồi. Ừ, thầy biết rồi. Ý của họ là chắc là Hồng ra đề này không hiểu đề rồi, không hiểu bài rồi. Chỉ có duy nhất một vector không thôi nhá. Rất nhiều người hiểu nhầm là có vô số vector không là sai. Chỉ có duy nhất, chỉ có duy nhất một vector không thôi. Rất nhiều người hiểu nhầm là có vô số vector không là sai. Đấy, hiểu sai nhá. Vector không nó chỉ có một thôi. Ok không nhỉ? Thì chắc là đề bài ý của họ nó chắc người ta ra đề người ta hiểu sai vector không, người ta hiểu là có vô số vector không ấy. Nhưng thật ra thì đi thi bài này chẳng là đúng à. Đi thi nếu mà đi thi phải chọn, nếu mà phải chọn nhé, tôi đã nói phải chọn thôi thì mình sẽ chọn đáp án A. Đấy là phải chọn. Còn thực chất bài này bốn đáp án đều đúng hết, A B C D đúng hết. Ok không, chẳng là sai cả. Rồi, phải chọn thì chọn cái A đây nhé, thầy nói trước, thế là phải chọn. Câu 17 nào. 17.
Rồi, AB bằng DC. Mệnh đề nào sau đây là sai? Đó, theo các bạn, mệnh đề nào sau đây là sai? Chưa đúng. Thành An chưa đúng. Rồi, Nga ok rồi. Ừ. Đó là gì nhỉ? Rất nhiều bạn bị lừa bài này đấy. Lại Linh chưa đúng rồi. Lan Lưu ok. Ngô Phanh ok. Các bạn nhớ là vector bằng nhau thì phải cùng hướng và cùng độ dài. Vậy đáp án D đúng này, C đúng này. Mình băn khoăn, mình chỉ băn khoăn là A và B thôi. Thì đáp án A là sai nhá. Vì sao các bạn nhìn như này này? Hình bình hành nó là một, nó hình bình hành thì đúng, nhưng mà các bạn nhớ là các điểm thẳng hàng là sao? Trường hợp là vì sao? Vì có thể, có thể là thẳng hàng. Ok chưa? Hiểu vấn đề không nhỉ? Còn cái B đúng vì sao? Cái B đúng vì sao? Vì cái này này, từ cái này nó sẽ chèn, tức là mình viết thành AD cộng DC là cộng D DB cộng DB bằng DC không? Thôi chuyển vế đi, tức là AD bằng DC là DB nhé, trừ đi DB đúng không? Và bằng gì nhỉ? Bằng BC. Cái đúng là vì biến đổi thôi. Giờ thế câu 18 nè. Cẩn thận nhá, mấy đứa thi trắc nghiệm nó chỉ hỏi dễ này thôi. Nó lừa các bạn từng tí một đấy. Câu 18 cho hai điểm MN phân biệt. Điều kiện cần và đủ để O là trung điểm của MN là gì? Diệu Linh ok rồi, các bạn khác? Lê Nga ok. Dũng ok. Rồi Thành An rồi ok. Rồi B. Câu này thì dễ rồi đúng không? Câu này quy tắc trung điểm thôi, đáp án B. Hoặc là gì? Hoặc là MO cộng NO bằng vector không? Được chưa? Rồi câu 19 nào, làm nhanh lên câu 19. Mười chín con này thì nghĩ dễ nhỉ. Rồi ok đúng hết rồi đây. Câu này chắc ăn được rồi. Các bạn khác có người làm không này hay người chơi đây? Ngồi cùng làm với nhau nhé, đừng ngồi chơi. Mất tiền học thì học kiến thức một tí vào. Rồi câu này thì dễ rồi đúng không? Thu gọn dần thôi. Thu gọn dần ra bản A ok. Câu này không phải gì chữa. Câu 20 nào. Bốn để phân biệt khẳng định sai là gì? Nhớ khẳng định sai nhé, cái chân từ khóa vào khẳng định sai. Vận dụng các quy tắc nhá, cộng trừ nhân chia cho thầy thật tốt vào. Đúng rồi, hòa đúng rồi các bạn khác. Đây chỉ là các quy tắc cộng trừ thôi. Các bạn, bài này chả có cách nào khác là mình phải kiểm tra cả bốn đáp án cả. May mắn thì nó rơi vào đáp đầu tiên thôi, còn đen thì rơi vào đáp án cuối cùng. Rồi, mày đều đúng rồi. Ok. Anh Quang đúng rồi. Đúng rồi, ok rồi. Thành An cũng bảo ok. Các bạn khác?
biến đổi thôi. Lê Nga ok rồi. Các bạn biến đổi cái này ra làm D, đúng không? Vì sao? Vì sao nhà mình chuyển vế nhá? Vì nào, cái D này mình liền chuyển vế thì sẽ bằng AC trừ AD bằng BD trừ BC, đúng không? Cái D làm D nhá. Tương đương ngay cái này là DC bằng vectơ CD. Cái này là sai. Đúng không? Vì sao? Cách để phân biệt rồi. Ok chưa? Rồi. Câu 21 nào. 21, cái câu này hỏi nhiều này. Lý thuyết cơ bản này thôi, câu này khoanh sai đấy thì cũng chịu, không biết dạy kiểu gì. Rồi, câu 21, lý thuyết. Đây là tích vectơ một số đấy. Khẳng định sai. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Các bạn chăm chỉ chat lên nhé, đùa. Mấy đứa cứ im phăng phắc thì biết dạy kiểu gì. Rồi. Ok, bài này quá dễ rồi, thì gọi một đứa nhé. Quốc Hưng nào. Quốc Hưng đã làm gì đấy, Quốc Hưng? Em thưa thầy là em chọn đáp án A, C ạ. Vì sao? Mình sửa cho đúng nhỉ? Chỉ tuyệt đối của cả. Đúng rồi, mình sẽ bằng chị K mình chị A. Ok rồi, các câu còn lại thầy sẽ gửi các bạn một cái file nữa nhé, mình sẽ làm thầy chữa sau vậy. Rồi ok, đây là phần hình, quen quen chưa, chắc là chỉ hỏi thế này thôi nhá. Các bạn cố gắng xem lại video cho thầy để mình sang phần số đi, sang một tí số nhá. Rồi, ok. Nào, ôn tập số nào. Đại số. Nào, đại số nào. Các bạn nhớ này, số thì cái tập xác định mấy cái một mấy số mẹo nhỏ thôi, mẹo nhỏ các thầy cô sẽ hỏi các bạn như sau. Đầu tiên về tính chẵn lẻ đi, tính chẵn lẻ. Thì các bạn phải để cho đây hai yếu tố. Đầu tiên nhá là tập xác định. Cái D ấy, nó phải là đối xứng đã. Phải đối xứng. Hiểu vấn đề không? Đối xứng tức là phần dương 2 đối xứng là trừ 2, trừ 3 đối xứng phải là 3. Phải đối xứng thì mới xét, không đối xứng loại luôn. Đấy là cái chẵn lẻ đầu tiên. Cái thứ hai một cái mẹo nhỏ đi. Nếu mà trắc nghiệm ý, thì các thầy cô không hỏi khó các bạn đâu. Không hỏi khó các bạn làm gì cả vì không có thời gian để kiểm tra. Một cái mẹo nhỏ như sau này là một cái mẹo nhỏ nhá, chẵn lẻ là hàm số lẻ, một cái mẹo nhỏ thôi là hàm số lẻ, đúng không? Đối với hàm đa thức, đối với đa thức thôi, đối với hàm đa thức, đa thức thì kiểu bậc 1, bậc 2, bậc 3 ấy mấy đứa đấy, thì bậc toàn lẻ, toàn bậc lẻ đúng không, toàn bậc lẻ, ví dụ như kiểu gì, ví dụ như cái x mũ 3 chẳng hạn, cộng 2x chẳng hạn, tức là chỉ có bậc lẻ thôi thì nó sẽ là hàm lẻ đấy. Còn toàn bậc chẵn như kiểu gì, x mũ 4 cộng 2x bình cộng 3 chẳng hạn, tức là chỉ có bậc chẵn thôi, không bậc lẻ thì nó sẽ là hàm chẵn. Đấy một cái nhìn nhanh. Để ý cho thầy hai cái này để làm trắc nghiệm cho nhanh nhá, trắc nghiệm cho nhanh. Ok không? Sẽ là hàm chẵn. Đấy là tính chẵn lẻ nha. Chẵn lẻ.
Các bạn mở vở xem lại cái chú ý, một cái nốt thầy cho ghi vào đấy, tức là điều kiện để đo thức là hàm lẻ khi nào, khi là hệ số chẵn bằng không ấy, còn nhớ không đấy. Mở vở ra, các bạn nên xem lại cái vở ấy nha, thầy dạy rất kỹ rồi. Đấy. Cái thứ hai là về tính đơn điệu, đồng minh nghịch biến. Rồi, cái này mới được rất là lag này, cực lag luôn. Nếu mà hàm số dạng y bằng ax bình, ax cộng b thôi. Đấy, tức là hàm bậc nhất đúng không? Thì mình nhớ cho thầy là đồng biến khi nào? Đồng biến thì theta a dương, nghịch biến theta a âm. Bắt giờ hết bố bảo bố làm cái gì đấy? Là bố thả react vào cái tin nhắn trên tim là sao? Đấy, không nghe à? Đồng biến a dương, nghịch biến a âm, dùng nhanh để làm những bài tham số. Hiểu chưa? Cái thứ hai là một cái mẹo nhỏ này. Hàm bậc 2 thì không nói rồi, bậc 2 thì bắt con ngửa, mình sẽ luyện tập sau. Một cái mẹo nhỏ nhá. Nhìn nhanh. Nếu mà câu hỏi của thầy, câu hỏi là đồng biến trên R. Tạm thời giới hạn kiến thức các bạn nó chỉ có hai hàm bậc 1 bậc 2 thôi thì suy ra ngay câu hỏi đồng biến hoặc là nghịch biến nhé, hoặc là nghịch biến. Cho nên là thì chỉ có hàm bậc 1. Tạm thời thì nói chứ là tạm thời giới hạn kiến thức bây giờ của mình học ý, nó chỉ có hàm này thôi. Và trắc nghiệm các thầy cô chỉ có hàm này thôi. Ok không? Còn hàm bậc 2 thì cứ mạnh dạn loại cho thầy. Hiểu vấn đề không? Mạnh dạn loại cho thầy. Tự luận. Ừ, tự luận thì phải làm như cách thầy dạy ấy. Tự luận thì phải xét nghiệm các kiểu vào. Hiểu vấn đề không? Còn trắc nghiệm thì nhìn cho nhanh thôi. Mà nói thẳng là các thầy cô chỉ hỏi các bạn bậc 1, bậc 2 thôi mà. Cũng không hỏi nhiều. Rất là dễ. Hiểu chưa? Đấy là những cái chú ý làm nhanh. Chẵn lẻ đồng nghịch biến. Ok không? Cái parabol, và nhớ này parabol nữa. Cái thứ ba là cái hàm bậc 2. Y bằng ax bình cộng bx cộng c chẳng hạn, giả sử vậy đúng không, thì làm sao, thì nhớ thầy a khác không nha, thì cái này các bạn nhớ thầy bát ngửa thì nó sẽ như thế này, bảng biến thiên như thế này, xy đúng không, a dương bát ngửa đấy, đây là trừ b trên 2a thì viết tắt thôi, a âm bát úp tức là xy. Thế là đi lên đi xuống, đây là trừ lên trên 2a. Nhớ nhá. Các bài toán tương giao, các bài toán giao điểm là phải nhớ. Nói chung là cứ nói đến giao điểm thì là mình xét phương trình hệ giao điểm thôi. Xem lại video thật kỹ. Nào bây giờ thầy sẽ chữa nhanh một số cái câu trong cái hàm bậc 2 của thầy, cái phiếu hôm trước nhá. Thầy sẽ chữa một số câu đi. Cho thêm một tí. Mình làm về bậc 2 trước đi. Trách nhiệm không biết thầy hỏi mình là trách nhiệm đấy. Hôm nay mình sẽ chữa một chút nhé. Rồi mình làm đề sau. Rồi trách nhiệm hỏi thế này thôi. Hết sức nhẹ nhàng thôi, không khó. Nào, câu A nào. Gặp những bài này nhá, gặp những bài này thì các bạn nhìn thầy. Đầu tiên này, cách làm bài này, cách làm những loại bài này nhá. Nhưng mà cho ở biến thiên ý, mình sẽ làm những cái gì? Đầu tiên này là nhìn dáng điệu. Dáng điệu suy ra A. Cái thứ hai là nhìn đỉnh. Đỉnh Y là gì đấy? Ok không? Đỉnh Y hoặc là trục đối xứng X bằng trừ B trên 2A. Ok chưa? Nào thì bây giờ các bạn nghe thật kỹ bài này nhá. Nghe này, chỉ có một câu cho các bạn đỡ bận hơn. Mặc dù câu này dễ thôi nhưng nhiều bạn chưa biết làm. Bây giờ hỏi một đứa cô làm với thầy đi, hỏi một đứa nhá. Nào.
Hỏi cái hoa xem nào, hoa đi. Trên lớp chắc cũng học rồi. Hoa. Hoa đâu rồi? Nào bây giờ nhá. Câu 1 em nhìn thấy bảng biến thiên nó dạng là bát ngửa không? Đi. Ok chưa? Vậy A mang dấu gì em nhỉ? A mang dấu gì? Dương A dương đúng rồi. A dương vậy em loại là gì? Loại cái gì nhỉ? Loại đó là gì không? Loại đáp án A. Vì sao? Vì đáp án A là A âm. Rồi cái thứ hai em nhìn cho thầy này. Trục đối xứng là bao nhiêu? X bằng bao nhiêu? Trong bài này là x bằng 2. Đúng không? Đây là trục đối xứng này. Cái này là trục đối xứng. Khoanh độ của đỉnh. Vậy em nhìn đáp án, em loại cái gì? Em loại đáp án gì nhỉ? Em loại đáp án D đi. Vì sao loại cái D? Trục đối xứng là trừ B trên 2A đấy. Mày đã hiểu không? Vì sao mình loại cái D nhỉ? Vì sao? Vì cái này là bằng 1. Cái C có loại không? lấy đáp án B đúng không? Cái C loại vì cái này bằng trừ 2. Vậy đáp án B. Thầy đang phân tích thôi. Còn mình nhìn ngay được. Nhớ nhá. Nếu mà có hai đáp án cùng có trục đối xứng với nhau ấy, thì mình nhìn nước cái trung độ nữa là cái đỉnh. Là trung độ x bằng 2 bằng trừ 5 là xong. Rồi đã hiểu vấn đề chưa? Mày đấy ok không? Thế là nên về câu 2 nào. Câu 2. Câu 2 là cái gì đây? Nhìn nhanh thế nhỉ. Rồi các bạn cứ chat đi, tôi cho 1 phút làm. Tiến mạnh chưa đúng rồi. Rồi. Phúc bảo chưa đúng nên anh ok mày đúng rồi. Anh Quang chưa đúng, câu này sai phí nhá. Đáp án gì đây? Đáp án A. Vì sao? Vì nhìn này, A âm đúng không? Loại cái gì? Loại đáp án B đã. Trục đối xứng x bằng 1. X bằng 1, mình loại cái gì? Loại cái D đi, loại cái C đi. Hiểu vấn đề không? Vậy đáp án A thôi. Rồi đấy là hai câu dễ. Bảng biến thiên thì nó như thế này rất là dễ thôi. Bây giờ cho đồ thị nhé thì sao? Nào ví dụ như câu 18 chẳng hạn. Ba câu đồ thị. Các bạn nghe phương pháp làm nhá. Đối với những mặt cho đồ thị thì mình đầu tiên là mình nhìn dáng điệu trước, vẫn là dáng điệu trước. Dáng điệu. Mình suy ra A. Cái thứ hai là mình nhìn các điểm đặc biệt, bài này sẽ nhìn khác một chút đi. Nhìn các điểm đặc biệt hoặc là nhìn trục đối xứng, tùy các bạn, có hai cái các điểm đặc biệt hoặc là trục đối xứng. Ok chưa? Đấy nhá, phương pháp làm là thế, nghe thôi là nhớ. Đầu tiên này thầy trước câu 18, đầu tiên bát ngửa A dương, bát ngửa đúng không? Loại cái gì? Loại C, loại D. Cái thứ hai, điểm đặc biệt này. Điểm đặc biệt này, điểm này là điểm 10, điểm này là điểm 01 không? Nào, điểm 10 đúng không? 10 thuộc P chưa? Tức là x bằng 1, y bằng 0 đấy. Chỉ là nào thôi, đáp án B thôi, loại A. Ok không? Đây này, cắt trục hoành, cái này cắt trục hoành đấy, cắt trục hoành tại điểm hoành độ 1 mà, tức là điểm 10 đấy mấy đứa. X bằng 1, y bằng 0. Chỉ là đáp án B thôi, đáp án A loại. Hiểu chưa? Ok không? Nhớ nhá, nhìn dáng điệu này, nhìn các điểm đặc biệt hoặc là trục đối xứng tùy các bạn, có hai kiểu. Ok. Rồi cái câu 19 câu 20 nào, 19 là gì? Chắc nhanh như thế.
19. Rồi. Rồi, ok. Thành An, Minh Phương đúng rồi, các bạn khác. Nhìn một chút. Mấy đây chắc làm ở nhà rồi nhỉ? Mời cao đúng rồi. Lên ngao ok. Trần Dũng chưa đúng. Duy Khánh 19 chưa chưa đúng rồi. Duy Khánh chưa đúng. Nào, câu này dễ thôi nhỉ. Bát ngửa A dương chưa? Vậy loại cái gì? Loại D đã, vì sao vì A âm. Tiếp theo nhìn điểm đặc biệt này. Điểm này là điểm trừ 1, 0. Và điểm này điểm bao nhiêu? Điểm 5, 0. Và trục đối xứng. Trục đối xứng ở đây x bằng bao nhiêu? X bằng 2. Đúng không? Vậy các bạn nhìn thấy đáp án B thôi, đáp án B. Có hai kiểu các bạn nhìn kiểu nào cũng được. Ok chưa? Rồi. Một chút thời gian là để có B nào. Một chút thời gian là để có B. Có 20 nhỉ? Có 20. Ok, Minh Phương đúng rồi. Thành An đúng rồi. Tiền Linh ok. Duy Khánh ok. Các bạn khác ngồi nghỉ một chút xem nào. Mai Chi ok rồi, 1 phút nữa chưa, cứ bình tĩnh làm thôi, thoải mái là 1 phút nữa chưa. Anh Quang rồi, các bạn nhớ làm cái phiếu anh nhá, mất công thể soạn đấy, cố gắng làm đi. Bánh trắc nghiệm và căn chỉnh các kiểu nữa mệt lắm, làm cho thầy làm cho thầy vui. Quốc Bảo chưa đúng rồi, anh nghe ok. Đi thi thì có sai con này nhé, con này sai phí lắm. Nào mình cùng chữa nha. Đầu tiên nhìn dáng điệu nào, dáng điệu bát úp chưa, vậy A phải âm. A âm đã. A âm loại cái gì? Loại B. Chuẩn chưa? Nào, nhìn cho thầy điểm đặc biệt này, điểm 0 0. Điểm này điểm 0 0. Điểm 0 0 và điểm gì nhỉ? Điểm trừ 2 0 không? 0 0 loại nước cái D. Vì sao? Cái D là x bằng 0 nhân trừ 1 loại, chỉ còn A với C thôi đúng không? Trừ 2 không thì có là C thôi, loại luôn cái A. Hiểu chưa? Đấy. Là dễ nhá. Ok. Không khó đúng không? Rồi. Đấy là những câu hỏi về đồ thị. Lang Lưu nghe hiểu không? Lang Lưu. Cũng có. Đấy, cũng có mẹ lát rồi. Kim Chi ok không? Em có. Rồi, là thế bây giờ. Nào, nhìn nhanh này câu 27 nào. Mình chưa mấy suốt bà bôn đi, nhìn nhanh câu 27 cho thầy. Số nhiệm phương trình fx bằng 2 là bao nhiêu? Nhìn nhanh. Còn nhớ cái tương giao ấy đúng không? Cái nhìn nhanh thôi, 5 giây xong kết quả. Đúng rồi. Phương đúng không?
Ok. Rồi, thành ra ok, một phút nữa để chữa nha, nhớ lại một chút đi. Tương giao của hai đồ thị thôi. Buổi trước mình học rất kỹ rồi. Rồi, Linh rồi. Mấy đứa khác rồi, cứ chat lên sai thôi. Sai cũng sửa. Rồi, Hà Nguyên đúng rồi. Câu này đơn giản đúng không nhỉ? Hai đâu? Hai ở đây đúng không? Ước lượng thôi. Không, ở đây. Các thầy mấy điểm đây? Các thầy 2 điểm. Vậy có hai. Hai nhiệm. Ok chưa? Các bạn nhớ trục hoành nhá. Trục hoành tức là x, y bằng 0 đấy mấy đứa ạ. Trục hoành y bằng 0 đấy. Những câu cái này thì khá dễ rồi. Nào, thấy câu 29 nào. Câu 28 một chút thầy dạy rồi nhá. 28 một chút dạy rất là kỹ rồi đấy. Câu 29 nào. 29 thì chỉ hỏi những câu cơ bản này thôi. 29 giúp thầy này. Đồng biến trên đâu, nghịch biến trên đâu? Các bạn nhớ là thông thường đáp án của mình ý, nó là khoảng con đấy nhá. Khoảng con của mình đang xét, hiểu chưa? Khoảng con. Khẳng định là sai sai. Các bạn vẽ thì bạn nhân ra. Rồi, Linh đúng rồi. Rồi, Thành Nga đúng rồi. Duy Khánh ok. Các bạn khác rồi rồi. Anh Quang rồi, các bạn khác. Vẽ ở biến nhân ra tính đỉnh chính xác vào nhá. Đỉnh sai là sai cả bài đấy. Quang Huy đúng rồi, Phan Huy đúng rồi. Một phút nữa này chưa? Hết rồi à? Mấy đứa khác đâu? Mà mình cũng chữa dần nhé. Ở đây là bảng biến thiên đúng không? A dương rồi. XY này, bảng biến thiên này, A dương rồi. Nào, đây là đỉnh là 1. Xuống lên 5. Nào, bây giờ đồng biến trên đâu? Đồng biến từ 1 đến dương vô cùng và nghịch biến từ âm vô cùng đến 1 không? Thì câu đầu tiên 1, 5. Ok, 1, 5 là con cái đáp án rồi. Chuẩn. Nghịch biến trừ 1, 1. Trừ 1, 1 đây. Chuẩn rồi. Câu C. 1, 2 đây là 2. Cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt. Các bạn nhớ trục hoành này. Trục hoành tức là y bằng 0 ấy mấy đứa. Y bằng 0. Thì bạn minh họa ở đây. Đây này. Đây là số 2 đúng không? Đây là dương vô cùng. Đây là dương vô cùng. Không ở đâu? Không ở đây cơ. Có thể cắt điểm nào không? Không cắt điểm nào cả. Vậy là mình làm C. Nhớ lại một chút tương giao nhé. Làm C. Hiểu chưa? Rồi, một bài nữa nào. Nhưng mà sau khá khó đấy. Một bài nữa đi. Hỏi cơ bản trước. Nào, câu 25 là tọa độ giao điểm của đường thẳng này với parabol P thì làm kiểu gì?
Đấy, tọa độ giao điểm. Tức là mình xét cái gì mình có x thì nó y cái khá dễ thôi. Rồi, ok Linh. Rồi. Các bạn khác nào, chưa làm ở nhà thì xét cùng với thầy đi. Xét phương trình hàm đo điểm thôi, không có gì cả. Thì mình sang cái đề khác. Thành An rồi. Các bạn sao rồi? Nào, con này nhá, có 25 nào. Hai đơn giản thôi nhỉ. Mình xét thì đi. Xét phương trình hàm lượng giao điểm, đúng không? Mình xét như sau, tức là phương trình là gì đây? Phương trình mình là gì ạ? Trừ x bình trừ 4x cộng 1 bằng trừ x cộng 3, đúng không? Mình chuyển về đây sẽ là x bình cộng 3x cộng 2 bằng 0, vậy x cộng bao nhiêu? X bằng trừ 1 và x bằng trừ 2. X bằng trừ 1 thì y là bao nhiêu hả mấy đứa? Thay vào bằng cái này này. Thay vào cái này nó sẽ là 4. Cái này y sẽ bằng 5 không? Vậy mình có hai điểm là trừ 1 4 với cả trừ 2 5. Ok. C. Rồi cái bài toán này cơ bản rồi đúng không? Cố gắng nhá. Video này phải xem lại nhiều. Nhắc đi nhắc lại rồi đấy. Rồi bây giờ mình làm cái đề tổng hợp đi. Cái đề này sẽ gửi về đứa sau. Nhiều đề không mấy đứa, có vẻ hơi mờ nhỉ? Đấy, trắc nghiệm về về cơ bản nhé, đây là đề thi của trường Trung Giã ở Hà Nội. Về cơ bản trắc nghiệm các nhìn như này, phần số người ta hỏi như thế này thôi. Mấy đứa ok không? Phần số hỏi rất đơn giản như thế này thôi. Đấy, nó không có gì cả. Nào, thế bây giờ các bạn làm nhanh như thế nhé, đầu nhanh nào. Một câu đi. Một câu nào dễ chết đi. Rồi có những ở đây có những câu khá khó đấy, lát thì sẽ gửi cho bạn cái phiếu đây sau. Nào, câu 12 nào. Câu 12 là một câu dễ. Câu 12. Ba làm gì đây? Các bạn thử làm xem nào. Mười hai. Bờ. Còn khác. Thầy chưa biết đâu, thầy chưa làm. Rồi, Thành Nhan, Vương Minh rồi. Câu này khá dễ thôi nha. Khá dễ thôi. Vì thi câu này mà không làm nữa thì cũng chịu. Nào, cắt trục hoành tại điểm là trừ 2 không? Tức là điểm này là điểm bao nhiêu? Điểm trừ 2 không? Cắt trục tung điểm này, tức là điểm này là điểm bao nhiêu? 0, 3. Đầu tiên này, trừ 2, 0 thuộc D, thì là gì? Phương trình là gì nhỉ? 0 bằng trừ 2A cộng B. Đấy. Tiếp theo, 0, 3
1D suy ra phương trình là gì? Suy ra phương trình là gì nhỉ? 3 bằng B. Đấy, vậy giải ra thôi. B bằng 3 và A bao nhiêu? B bằng 3 và A bằng 2. Là B. Khá là dễ. Hiểu vấn đề không? Đấy, nhìn đồ thị thôi. Câu này mà dễ thế thôi chứ. Cái lớp thầy dạy lớp D5 hay là lớp D3 đấy thì cũng đầy đứa ngáo ngơ chả hiểu cái gì. Tiết trước vừa dạy xong, tiết sau kiểm tra vẫn không làm được. Chán. Vừa tiết trước cho làm xong, tiết sau cho kiểm tra luôn, vẫn không làm được câu đấy. Chả hiểu hành điều gì. Sợ thật. Nào, 14 nào. Nào, làm gì? 14. Cái đây này nhiều câu khá hay đấy, lát thì sẽ gửi về sau. Xác định ABC, dáng điệu, trục đối xứng, mấy cả C đấy, có nhớ cái cách làm không? Nhìn ba cái, thầy dạy bài này là nhìn ba cái cho thầy. Dáng điệu, x bằng 0, y bằng C, và cái thứ hai là cái trục đối xứng, chấm hết. Thành An có vẻ đúng rồi. Các bạn Hoa đúng rồi. Hiền Linh ok. Phan Huy đúng rồi. 1 phút nữa để chữa, các bạn cứ làm đi. Mai Chi đúng rồi. Quốc Bảo đúng rồi. Và các bạn cứ làm đi. Dễ thôi. Mấy câu sau là dài đấy, khá là khó đấy. Tìm chi rồi, bây giờ để chữa nhá. Dáng điệu đúng không? Nhìn dáng điệu, nhớ lại này, nhìn dáng điệu. Nhìn dáng. Suy ra ngay A âm. Mặt úp. X bằng 0, y bằng C, còn nhớ không? Cắt một điểm này, C ở đây. C nằm trên trục hoành chưa? Vậy C dương. Cái thứ hai trục đối xứng. X là trừ B trên 2A, là trục đối xứng đây. Đúng không? Trục đối xứng này là trục đối xứng âm, tức là B trên A thế nào nhỉ? B trên A dương. Mà một phân số dương thế nào? Một phân số dương khi tử mẫu cùng dấu. A dương rồi, A âm rồi, sao B âm. Vậy là C. Ok nhá. Rồi. Rất là dễ thôi. Xem lại, các bạn chưa check kịp thì có thể xem lại video. Nào, câu 19 nào. Nhìn nhanh. Gặp những bài kiểu này, thầy khuyên các bạn là nên nhìn vào các điểm đặc biệt, thầy khuyên là thế nha, nên nhìn vào các điểm đặc biệt. Ở đây mình có 3 điểm đặc biệt, điểm này và điểm này. Ok chưa? 3 điểm đặc biệt. Ok. Chính xác. Vậy là đúng rồi. Rồi, Thành An Duy, Khánh Hiền Ly. Nga, ok, anh Quang đúng rồi.
Nào, các bạn nhìn. Đầu tiên, đi qua không không, đi qua này. Không không. Loại cái C, loại cái D đi, vì sao x bằng 0 nhường 3. Đi qua 1, đi qua 2 1. X bằng 2 y bằng 1, x bằng 2 y bằng 1 chỉ có đoạn B thôi. Đấy, kinh nghiệm làm nhá. Là đấy. Rồi bây giờ áp dụng cái mẹo chẵn lẻ nào. Áp dụng cái mẹo chẵn lẻ, nhìn ngay cho thầy, mẹo chẵn lẻ đoạn 2 câu 21 đoạn gì? Nhìn cái mẹo chẵn lẻ đấy. Nhìn ngay ra đoạn luôn, hàm nào là hàm số chẵn, nhìn ngay. Một cái mẹo vừa cho rồi. Đúng rồi, ok, tốt. Đấy. Các bạn thấy nhanh không? Câu này đúng kiểu 5 giây là kết quả luôn đúng không? Nhìn một cái mẹo thôi. Đáp án gì nhỉ? Đáp án D. Vì sao? Toàn bậc chẵn hết. Toàn bậc chẵn. Bậc chẵn hết. Toàn chẵn. Đúng không? Đấy, đáp án D. Ok chưa? Rồi, thế bây giờ câu 25 nào. Câu này cũng hay hỏi này. Nó khá dễ thôi. Câu 25. Nhìn xem hàm này là hàm gì? Đúng không? Hàm gì? Vậy khi làm nghịch biến cho R, khi làm nghịch biến, nhìn ngay. Hàm này hàm gì? Đáp án gì đây? Đúng rồi, thằng ngang nhìn đi, đúng rồi. Các bạn khác, chat lên. Duy Khánh ok. Tiến mạnh kim chi rồi. Đó, đúng không? Đó. Hoa, đúng rồi. Khá dễ thôi đúng không? Câu này khá dễ. Lê Anh Quang đúng không? Câu này nhá, nghịch biến đúng không? Nghịch biến hàm bậc nhất A âm. Tương đương ngay A là cái gì? A là cái này. K trừ 1 âm, tức là K thế nào đây? Nhỏ hơn 1 là B. Ok chưa? Những câu này khá cơ bản thôi, được chưa nhỉ? Những câu sang số này là khá khó đấy. Câu này cũng là câu khó này. Mặc dù thầy dạy hết rồi, các bạn về sẽ làm những câu này cho thầy nhá. Để chuyển đến câu tiêu biểu thôi. Nào. Ở đây có những câu câu khó này. Câu này câu khó này. Câu này câu khó này. Những câu này dễ rồi đấy. Cố gắng làm. Một là câu nữa thôi. Nào. Câu này hay hỏi. Câu 9. Trắc nghiệm hay hỏi câu này. Khi nào thì hai thẳng song song. Nào. Giúp thầy. Ô, nhanh thế. Nhưng mà sai Phương ạ. Minh Phương sai nhé. Thành An đúng rồi. Cẩn thận một chút. Mày cứ nhanh ngồi đoạn. Nhìn lên đúng rồi. Vũ Linh đúng rồi. Ok. Không, câu này là câu khác mà Linh. Đề là đề khác mà không phải đề ở nhà đâu. Từ bây giờ không nghe à? Sao đề khác rồi mà? Bao nhiêu câu khác thì còn gì con bé này lại ngồi Facebook rồi. Đây là đề khác, phải đề ở nhà nhá. Ở nhà nick lâu rồi. Đáp án đúng rồi, các bạn khác đâu? Anh Quang đúng rồi. Nhớ song song đúng không? Song song tức là gì? A bằng A tức là M bình trừ 3 bằng 1. B khác B.
2m trừ 3 phải khác 1. Câu này nhiều bạn sai đấy, chủ quan là sai đấy. M bằng cộng trừ 2 và m khác 2. Tức là chốt lại chỉ lấy m bằng 2 thôi. Hiểu chưa? Đoạn đây. À. Cái file này lát thầy gửi cho mấy đứa nhá. Mấy đứa công việc các bạn là luyện tập lại cho thầy. Hiểu chưa? Rồi, ok. Nhớ video này xem lại nhá. À, trừ 2 rồi sau đây, trừ 2 rồi. Đàn B. Rồi. Nhớ lịch là thứ tư, tối thứ tư nhá. Nhớ đây là tối thứ tư. Tuần này thi thử nhá, thi thử lúc 9 giờ. Tham gia đầy đủ nhá, đến nào thiếu thì sẽ gọi phụ huynh nhá các bạn vào. 9 giờ, ok chưa? Tham gia đầy đủ cho thầy. Nhớ nhá, lúc 9 giờ thôi. Ok, làm bài thi thử xem bao nhiêu điểm. Nói chung là bạn nào rảnh thì làm cách nghiêm túc là được. 9 giờ hoặc là 9 giờ 30 hoặc 20 giờ nhé. Thi thử thôi, ok chưa? Đấy. Rồi, tối nhá. Thế thôi, chào mấy đứa, nghỉ ăn cơm đi không muộn. Bye bye. Chào thầy ạ. Bye bye. Chào thầy. Bye bye mấy đứa.